Việt Nam chưa nhận đủ thông tin đánh giá tác động của kênh đào phù Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 9 tháng 5, phóng viên đề nghị người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bình luận và cung cấp thêm thông tin liên quan dự án kênh đào phù Nam Teco. Trả lời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết những thông tin liên quan kênh đào phù Nam Teco mà Việt Nam có được cho đến thời điểm này chưa đủ để có thể đánh giá cụ thể về mức độ tác động của dự án. Người phát ngôn nói, vì vậy như đã phát biểu, chúng tôi mong muốn phía Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội Sông Mê Công chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án, tiến hành đánh giá chi tiết tác động của dự án với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mê Công. Đồng thời, Việt Nam đề nghị có những biện pháp quản lý chung dài hạn, bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia ven sông, quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước sông Mê Công. Trái ngược với thông tin này, Tại cuộc họp báo ở Campuchia ngày 6 tháng 5, Phó Thủ tướng Campuchia Sung Chan Thôn cho biết nước này có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban hỗn hợp biết trước khi tiến hành công việc xây dựng, nhưng không bắt buộc phải tham vấn trước hoặc phải có thỏa thuận cụ thể với các nước thành viên Ủy hội sông Mê Công. Ông Sung Chan Thôn nhấn mạnh chính phủ nước này không lơ là trách nhiệm chia sẻ thông tin về dự án cả chính thức và không chính thức. Ông cho biết, nếu được yêu cầu, Campuchia sẽ cung cấp thêm thông tin cho Ủy hội sông Mê Công nhưng không có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy. Ông nói, nếu các vị cần thông tin, hãy đề nghị ủy hội sông Mê Công. Ông Chan Thôn nói rằng, Campuchia đã thực hiện trách nhiệm theo Hiệp định Mê Công năm 1995 bằng việc thông báo dự án kênh đào Phù Nam Tê Cô cho ủy hội sông Mê Công vào tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, Ủy hội cho biết Campuchia đã không chia sẻ nghiên cứu khả thi của kênh đào mặc dù nhiều bên đề nghị và Ủy hội đã hai lần gửi thư đề nghị chính thức vào tháng 8 và tháng 10 năm ngoái. Ông Chang Thôn cũng cho hay, lưu lượng nước qua kênh đào dự kiến chỉ 5 mét khối trên dây, tương đương 0,053% lưu lượng sông Mê Công. Theo lãnh đạo chính phủ Campuchia, con kênh sẽ được sử dụng để tưới tiêu trên đất liền và đánh bắt cá ông cho biết tuyến đường ngắn hơn của kênh đào ra biển dành cho xà lan và tàu từ và đến Phnom chở hàng dệt may và nguyên liệu thô, điều này sẽ làm giảm phát thải khí nhà kính. Ông nói thêm, dự án có sự tham gia của nhiều tổ chức như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Vận tải Đường Thủy, Công ty Con của Công ty Xây dựng Vận tải Trung Quốc, CCCC tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.